cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng bảo vệ gia đình và người thân của ông trước vụ tai tiếng Việt Á, nhưng phát ngôn này sau đó đã bị gỡ ra khỏi các bản tin và đoạn video tường thuật theo tìm hiểu của VOA Trước đó trong bản tin về buổi lễ bàn giao tại Phủ Chủ tịch cho quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào chiều ngày 4 tháng 2, ông Nguyễn Xuân Phúc được tờ tuổi trẻ dẫn lời nói rằng gia đình và vợ con ông không tư lợi, không tham nhũng liên quan đến Việt Á và điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Ông Phúc bị buộc từ nhiệm và ra khỏi Trung ương Đảng ngay trước Tết Nguyên đán với lý do được công bố là chịu trách nhiệm chính trị với tư cách người đứng đầu với các sai phạm của cấp dưới trong vụ bê bối bộ xét nghiệm Covid-19 của công ty Việt Á. Trước đó đã xuất hiện những tin đồn chưa được kiểm chứng rằng ông Phúc từ nhiệm để đổi lấy việc vợ của ông là bà Trần Thị Nguyệt Thu không bị truy tố. Bà Thu được cho là chùm cuối trong đại án tham nhũng lớn nhất ở Việt Nam trong thời gian qua, vốn dính líu đến hàng loạt cán bộ cao cấp dưới nhiệm kỳ thủ tướng của ông Phúc. Tuy nhiên, đến ngày mùng 6 tháng riêng, phát ngôn này của ông Phúc cũng như đoạn video ghi lại phát ngôn này đã biến mất khỏi các trang báo Việt Nam mà không rõ lý do.